Video này đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Video được cho là ghi lại một vụ tai nạn lao động khi đơn vị thi công đang phá dỡ tòa nhà 7 tầng, được cho là của trùm ma túy Tráng A Tàng, thường được biết đến với biệt danh Tàng Cang Nam. Qua xác minh, ông Hà Trung Chiến, bí thư huyện ủy Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, việc phá dỡ ngôi nhà 7 tầng này được thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh Sơn La, diễn ra ở ven quốc lộ 6, đoạn qua xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu. Ngôi nhà này được xây dựng khá lớn, cao nổi bật trên quốc lộ 6, người dân trong vùng thường gọi là lâu đài tàn Ken Nam. Biệt danh tàn Ken Nam là do trùm ma túy này quá ngưỡng mộ tòa nhà Ken Nam cao 70 tầng ở Hà Nội. Đây cũng là cảm hứng để tàn Ken Nam xây dựng ngôi nhà 7 tầng này. Video khiến dư luận xôn xao vì trong quá trình phá dỡ, một phần của tòa nhà đổ xuống chiếc máy xúc khiến gạch đá và bụi đất bay mù mịt. Lãnh đạo huyện Mộc Châu khẳng định chiếc máy xúc chỉ bị hư hỏng nhẹ, còn tài xế thì không bị thương. Tháng 7 năm 2013, khi ngôi nhà đang được xây dựng, thì Tàng cùng vợ là Giàng A Xua và nhiều đồng phạm khác bị bắt. Chỉ tính từ năm 2009 cho đến khi bị bắt, Tàng và các đồng phạm đã mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin có trọng lượng gần 627 kg. Cuối tháng 9 năm 2016, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Tàng Can Nam mức án tử hình. Tháng 3 năm 2017 tại phiên tòa phúc thẩm, Tàng Can Nam tiếp tục bị xử y án tử hình. Sau khi Tàng Cang Nam bị bắt, cơ quan điều tra xác định ngôi nhà 7 tầng này là tài sản có nguồn gốc từ việc buôn bán heroin mà có, nên đã kê biên theo quy định. Không thể để ngôi nhà này làm tấm gương mơ ước cho tội phạm ma túy, nên tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phá bỏ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.